Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm món chè con ong các bạn nhé. Để làm chè con ong ong thì các bạn cần chuẩn bị cho mình này, xôi này, các bạn là đồ chín hay hấp chín này, và các bạn lấy một bát con này, mình sẽ làm được một đĩa chè con ong nhỏ nhỏ. Để làm chè con ong này, mình ngoài xôi ra thì các bạn cần chuẩn bị cho mình đường. Các bạn có thể dùng đường cát trắng hay là nâu đều được, không thì các bạn dùng tốt nhất là dùng đường mật như mình. Đường này các bạn cho luôn vào một cái nồi này. Các bạn mình thích ăn ngọt nên mình dùng nhiều được, vì món chè chúng ta nhìn màu sắc nó sẽ rất là đẹp. Cho luôn vào một cái nồi có một chút nước như này, và đây là một ít gừng. Nguyên liệu chỉ cần đơn giản như vậy thôi, gừng này, đường này, và xôi xôi nấu chín. Các bạn có thể nấu thành cơm nếp ấy, là các bạn nấu nồi cơm điện ấy, có một chút cháy cũng được. Làm chè con ong thì không không nhất thiết có cháy cũng được. Đây các bạn băm gừng cho mình, băm thật nhỏ nhé, thật nhuyễn nhé, thì gừng nó sẽ không bị cay quá, mùi nó sẽ rất là thơm. Băm thật nhuyễn gừng cho mình, sau đó các bạn cho một lửa vào, các bạn đun với đường với nước, lửa còn lại tí nữa mình cho vào sau. Băm thật nhỏ cho mình nhé. Rồi bây giờ các bạn cho một lửa phần gừng băm này vào để nấu với đường, còn lửa còn lại tí nữa khi mà cho nấu chè thì mình cho vào lúc. Các bạn có thể cho giảm cái lượng gừng này đi, hoặc là các bạn chỉ cần lấy nước gừng thôi, không phải băm thật nhỏ gừng ra cho mình. Và bây giờ mình sẽ đi nấu với nước đường. Còn để trang trí thì mình có thể cho một ít lạc lên trên và một ít vừng lên trên. Khi mà mình nấu xong món chè này mình có thể trang trí như vậy. Bây giờ cái đường này mình sẽ phải đun cho nó chảy hết ra các bạn ạ, và nó nước của nó cũng cạn bớt, thì sau đó các bạn mới cho sôi vào, các bạn nấu nấu đến khi cạn hết nước và cái hỗn hợp này nó hòa quyện vào sôi là được. Trước tiên phải đun cho chảy đường ạ. Dùng cái đường này thì màu sắc của món chè của chúng ta sẽ rất là đẹp. Đây là đường mật, đường này dùng để làm các món bánh và Tết, bánh trôi bánh chay đấy ạ, Tết mừng 3 tháng 3 đấy ạ, làm nhân bánh trôi đấy ạ. Đường mật các bạn quấy cho đường tan hết nhé. Quấy thêm lúc nữa cho đường nó sánh hơn. Các bạn lưu ý cho mình cái lượng nước để nấu thì không cần nhiều nhé. Và bây giờ mình khi nước mà nó cạn bớt rồi và đường cũng tan hết rồi thì mình cho chè vào mình nấu nhé. Bây giờ các bạn nấu để cho cái đường nó quyện vào chè và nước cũng cạn đi là được. Khi nấu các bạn chịu khó đảo nhé, để cho dưới đáy nồi nó không bị bén nhé. Và nấu một lúc nữa để cho nó cạn hết nước là được. Nếu các bạn nấu bằng đường trắng hay là đường cát vàng ấy, thì màu nó sẽ trắng hơn một chút. Còn đường trắng thì màu nó sẽ trắng, còn đường cát vàng thì nó cũng sẽ vàng nhưng mà nó kém màu này một chút xíu đấy ạ. Về cơ bản này nó cũng như nhau thôi, cái màu sắc nó chỉ khác nhau thôi. Còn ăn như nhau các bạn ạ. Thêm một tí nữa là được, mình nấu thêm một chút là được, nó cạn thêm một chút là được. Khi sắp được rồi thì mình cho lốt cái phần gừng còn lại vào, nhớ là phải là gừng băm nhỏ ấy, vắt lấy nước rồi cho vào này cho nó thơm các bạn ạ. Đảo thêm một chút nữa là được thôi ạ.
sắp cạn hết rồi là được. Bây giờ mình tắt nha các bạn nhà bếp nhé. Vì món chè con ong nó phải ngọt một chút cho nên mình cho hơi nhiều đường. Còn bình thường các bạn cho ít hơn thì đường nó sẽ không bị ướt như thế này. Nhưng mà vì là chè con ong nên cứ cho nhiều đường như này, ăn mỗi người chỉ cần ăn một miếng nắm nhỏ thôi chứ không cần ăn nhiều, mà nhưng mà ăn mình sẽ thấy đậm vị của món chè con ong. Bình thường chè con ong như nhà mình nấu thì không ăn nhiều đâu ạ, mỗi người chỉ ăn một ít thôi vì chè con ong rất là ngọt và ăn thì hay ăn kèm với xôi. Và cho ra những cái đĩa nhỏ như này, mỗi người chỉ ăn hết khoảng nửa đĩa thôi các bạn, nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ? Với này mình làm được khoảng 3 đĩa chè con ong nhỏ nhỏ như này. Và với chè con ong thì các bạn không làm khuôn to nhé, không làm dày nhé, mà các bạn phải cho mỏng như này, ăn nó sẽ rất là ngon. Mình nhớ là ở nhà khi mà mẹ mình nấu ăn ấy, cứ xôi mà không ăn không hết mà nguội để đến ngày hôm sau thì mẹ mình hay đun thành chè con ong như thế này, hoặc là xôi cháy cũng được. Nhất là xôi cháy gần đấy hay đun làm chè con ong như vậy. Các bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy rất là bắt mắt. Vì xôi nấu mình đã cho một chút dầu ăn rồi nên khi mà nấu chè mình không cần phải cho nữa các bạn ạ. Không thì các bạn phải cho một chút xíu dầu ăn khi mà nấu chè. Nhìn rất hấp dẫn đúng không ạ? Mình làm những đĩa khác tương tự nhé. Bây giờ mình sẽ rắc lạc và vừng lên trên thì món ăn của chúng ta sẽ đẹp hơn và ngon hơn rất nhiều. Bày vài viên lạc lên trên cho đẹp. Rắc thêm một chút vừng rang nữa. Không cần cầu kỳ, mình chỉ cần như vậy thôi là mình đã có những đĩa chè con ong rất là ngon rồi. Và hầu như những mẹ, những bà, những cô, những chị thì đều thích ăn những món này. Ăn này họ nhớ lại ngày xưa ấy ạ. Hay làm những món ăn dân dã như này. Các bạn nhìn thấy không? Rất là hấp dẫn. Mình đã ăn thử rồi. Chè, cái hạt chè này thì rất là ráo. Vì khi mà nó xe lại như này, nguội bớt thì cái hạt gạo này nó rất là ráo, các bạn nhìn thấy không? Rất là ráo mà lại cứng. Cứng là do có đường ạ. Rất là thơm nữa ạ, vì có vừng, có gừng. Ăn thì ngọt nhưng mà mình ăn ít thôi ạ. Mình nghĩa là mỗi người chỉ ăn nửa cái chén này thì sẽ không hề cảm thấy khó chịu và không hề ngấy đâu ạ. Chè con ong phải ngọt một chút thì mới ngon. Đây ạ. Bạn nhìn thấy không? Rất là ấm, rất là đẹp. Và mình sẽ dừng video về cách làm chè con ong tại đây nhé. Nếu các bạn thích thì hãy like và chia sẻ video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Bây giờ mình sẽ rắc lạc và vừng lên trên thì món ăn của chúng ta sẽ đẹp hơn và ngon hơn rất nhiều. Bày vài viên lạc lên trên cho đẹp. Rắc thêm một chút vừng rang nữa. Không cần cầu kỳ, mình chỉ cần như vậy thôi là mình đã có những đĩa chè con ong rất là ngon rồi. Và hầu như những mẹ, những bà, những cô, những chị thì đều thích ăn những món này. Ăn này họ nhớ lại ngày xưa ấy ạ. Hay làm những món ăn dân dã như này. Các bạn nhìn thấy không? Rất là hấp dẫn. Mình đã ăn thử rồi. Chè, cái hạt chè này thì rất là ráo. Vì khi mà nó xe lại như này, nguội bớt thì cái hạt gạo này nó rất là ráo, các bạn nhìn thấy không? Rất là ráo mà lại cứng. Cứng là do có đường ạ. Rất là thơm nữa ạ, vì có vừng, có gừng. Ăn thì ngọt nhưng mà mình ăn ít thôi ạ. Mình nghĩa là mỗi người chỉ ăn nửa cái chén này thì sẽ không hề cảm thấy khó chịu và không hề ngấy đâu ạ. Chè con ong phải ngọt một chút thì mới ngon. Đây ạ. Bạn nhìn thấy không? Rất là ấm, rất là đẹp. Và mình sẽ dừng video về cách làm chè con ong tại đây nhé. Nếu các bạn thích thì hãy like và chia sẻ video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.